Xin chào các bạn nha. Nay mình sẽ đi vào trong cái hang này để khám phá cái hang ngầm đây các bạn nha. Mình đang đứng ở dưới dưới vách đá này các bạn này. Dưới đá rất cao này. Các bạn thấy không? Phút ở trên kia luôn đây. Đây mình sẽ quay từ từ cho các bạn thấy này. Đây. Ở đây các bạn nha, đó chính là miệng hang này. Mình sẽ vào đây các bạn nha. Rồi mình sẽ đi vào đây các bạn ạ. Có tiếng nước chảy. Đi khá là khó các bạn. Tìm nước trong vắt luôn này. Đây. Chính là miệng hang này. Đây, mình sẽ không đi vào đường này các bạn này. Mình sẽ đi đường này. Đây đi rất khó các bạn. Đây mình sẽ bật đèn pin này. Đây còn nước chảy đẹp lắm rồi các bạn ạ. Này. Có tổ tôi xe đèn nữa. Ôi giời, bạn này có tôm này. Đây là có tôm này. Đây có tôm này. Ôi mà. Ôi. Chết là kiểu này. Đi hết sức khó người các bạn nha. Đây kia là cái chỗ mình đi qua hồi nãy các bạn này. Chỗ nước chảy ra này, nhìn rất đẹp này. Ô, đá đây đẹp lắm các bạn. Này, nhìn đẹp như pha lê luôn này. Cái gì? Tôm hả? Ừ, hôm nay có tôm này. Thiết là cái đèn của cái máy quay này không ăn thua này. Ô, tôm kia đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn chưa? Chỗ mình xoay này do là nó tối rồi. Mình sẽ đi vào đường này khám phá nhé. Đây các bạn phải lội cái kiểu này đây. Làm sao mà đi được đây? Lội qua đây này. Ôi trời. Vào đây ấm nhỉ. Xem có tôm có cá chưa. Chỗ này nhìn đẹp hết ha. À ra đây. Chỗ này dùng hết các bạn. Kiếp nhà đèn bình thường sáng lắm chứ. Vào đây không ăn thua gì. Xem có cá không? Đèn này không thấy sáng nào, không ăn thua. Cái này cái gì không? Ủa đây là tổ ong rồi. Không phải. Này đá bôi. Không phải, phải cái gì này? Này đá chưa hình thành. Không phải. Từ trên kia. Cái này là có con gì ăn này? Có con gì mò moi nó xuống. À cái này là gỗ mục ở trên đấy. Nhưng mà có con gì moi nó xuống này. Chắc vậy, gỗ mục. À đúng là gỗ mục. Nhưng mà có con gì moi hình như chuột hay là con gì? Moi từ trên kia xuống này. Mình sẽ không đi đường này các bạn nha. Xuống đi theo đường nước này. Ồ nước này hình như sâu lắm. Trong lắm. Sâu thế này đi nổi không? Ồ đây sâu lắm.
Được, đi được, đi được, đi được. Chả có con cá to to nào nhỉ. Đây này bạn này, cái này là mình phải đó đây này nhỉ. Ui ui. Cái này này chắc là gỗ nó ở lâu năm mà nó mại, nó thành cái phân này, nó thành phân tán thành cái phân này, nó thành bột luôn. Hay là cái đá chưa hình thành nhỉ? Hay là cái đá nó quá quá trình ra ạ? Y như gỗ vậy, bột y bột mịn này, mịn chất nhẹ tưng này. Đá nhưng mà cái đá chi đá mịn lắm. Ố kỳ lạ người ta. Đấy. Thấy chưa? Cái hang này rất chi là kỳ lạ. Nó là pin nghiêm này nhỉ. Đây này. Đây sẽ có bột bột hình hộp hộp cho bọn. À cái hình. Tinh bột gì nhỉ? Cái tinh bột gì mình không biết là con này. Đi đâu đi đâu. Đấy cái này là con nào nó mọc ra từ từ mấy nì, bao nhiêu người bột này là không. Chờ chỗ một chút thôi. Cháu có kinh nghiệm nè. Vậy 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 biết. Mà vậy mà một chút phân trừ ra là sẽ thử nó hóa khủng lắm. Ui. Đây. Ui. Có thể là thành cái thành phần gì đó rất tốt các bạn ạ. Nó là cái bột gì kỳ lạ lắm này. Nhìn nó nhẹ tưng à. Và nó thành tinh bột này. Rồi. Mình ngửi xem nó có cái mùi gì. Không có mùi gì hết. Không có một mùi gì hết. Thôi để đó, để đó. Để coi. Đi vào lối này, anh ơi. Ồ. Đó có cái túi bóng của ai cất đó rồi trời. Mình sẽ đi hết luôn các bạn nha. Đi ngừng lúc nào thôi. Anh à. Mình không có tắt máy quay đâu. Ôi giời, đến đây mới được đứng thẳng rồi các bạn này. Không toàn đi khom người không. Đây có chạm nghỉ à. Anh đây có phát hiện ra cái mùi gì. Có cái mùi gì giống như cái mùi mùi, mùi thuốc này. Cái đá này, cái đá này do cái đá này nó bốc ra này. Tỉnh được chưa? Ừ. Đúng không? Cái đá này bốc ra mùi này các bạn này. Cái đá này phải có con mùi khó khó chịu ạ. Chắc thêm sâu sâu này nhưng mà sâu là hay có cái gì nhỉ, cái mùi cái độc gì nhỉ? Nhìn giống như cái trần xe này, giống như cái trần xe nhìn luôn thấy chưa. Ờ, nhìn rất đẹp, nhìn như cái thảm luôn, nhìn giống như cái thảm xe luôn. Mình đi sâu đấy. Hai anh em đi vào hang chơi các bạn. Cái đá đẹp này. Cái đá này mà xếp bù làm ở nhà cực kỳ đẹp, thấy chưa? Ừ. Đá này cực đẹp luôn. Anh em sẽ đi vào trong kia. Ôi trời. Nước ra được cái dòng nước. Nước chảy hơi ra hướng nào là ra hướng đó thôi nhỉ. Tiếp nhở hang đi nhiều đi sâu phết ha. Đẹp ghê thấy chưa? Nằm ở dưới cái cục cái này. Đúng như cái tầng kia thấy chưa? Thấy chưa? Đúng như cái chỗ thủy điện Hòa Bình thấy chưa? Ừ. Đây từng bậc như dụng bậc thang này. Ôi giời kia lại có những giống như cái mái nhà mình vừa bắn mái tôn đấy chưa? Này là mái vòm á. Giống như mái vòm luôn ạ. Y như mái vòm. Ở đây chẳng gặp con gì hết nhỉ. Ồ, chắc vào tới đây thôi ha. Quay đến cái chỗ nước mà không có con mồi này.
đi sâu. Có cái đá đẹp lắm các bạn này, nhìn nó như con voi ha. Ô, đây hay hết. Cứ vô trong kia đẹp nhiều đấy. Ô kia có kim tuyến kìa, có pha lê kìa. Đây nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Lấp lánh này. Đây đá này nhìn đẹp lắm. Trời, giống như cái ruộng bậc thang kìa. Ừ. Nhìn đẹp nhỉ. Ôi trời. Đi khó thật ạ. Chỉ hơi lọt được người coi như là đến đây là hết rồi nhỉ. Ừ. Không còn đường vào nữa. Này các bạn ạ, đẹp lắm này. Đá nó thành tự vực, trên còn có một vực này anh ạ, trên còn có một đây. Nó hình thành tự nhiên nó này, rất là đẹp này. Đẹp cực kỳ, anh quay cho anh. Trong kia còn có một vực đấy. Đây, cái cuối số ngoài này. Ô, cái kìa, kia đẹp lắm. Đây này, khu này đẹp thật. Nhưng mà cái quay đèn này nó không phù hợp. Nó không thể nào như ánh sáng ở ngoài trời. Dù đèn sáng bao nhiêu nhưng chui vào hang là hết. Ôi ôi. Nhìn ra này. Kim tuyến đầy này các bạn này. Đấy lấp lánh đấy. Này đúng là đẹp như pha lê luôn đó các bạn. Ủa đèn mình sao lúc sáng lúc không người ta. Rồi giờ mới sáng này. Đây này, đấy các bạn thấy không? Nhìn nó lấp lánh này. Đây. Kinh nhỉ, 2-3 đèn phục vụ luôn mà không ăn thua gì hết. Rồi mình sẽ quay ra đây. Ôi trời. Coi như là đây là thuộc về hệ đầu nguồn các bạn ạ. Nước là chui từ đây ra. Ô, trong này còn rủng lắm. Nhưng mà không thể nào đi vào được các bạn ạ. Đây này. Không thể nào đi vào được. Đấy. Ui giời, cứ hoa đá đẹp. Đẹp ghê. Nhìn như con trâu ha. Đẹp ghê. Nhìn như con trâu luôn ạ. Nhìn như con voi ấy. Rồi mình lại đang quay ra các bạn nhé. Coi như là cái hang này chỉ vào tới đây được không? Chỗ này à, cũng đẹp hết. Anh này đây đẹp. Như là cái tòa tháp của Việt Trung Quốc. Cái này cái kệ này để cái gì hay phết ha. Để mình ở đây ha. Xong mình cất đồ cất đạc trong này rất là đẹp. Lấy về là trang trí ở trong nhà được rồi nhỉ. Đúng là thiên nhiên tạo ra này. Lấp lánh bao nhiêu là có đẹp. Giống như mình khác luôn. Đúng, mình khác, giống như hoa văn mình cái này, giống như cái trần cái xe con. Đẹp ghê. Cái mình làm mua làm mua thành thất. Tiếp nhà dưới dưới cái vách núi
thật cao thế này, mình chui xuống dưới gầm thế này thật là điều bất ngờ thật. Kìa, nước chảy. Ô đây này, nhìn đẹp này. Đây đẹp chưa? Nhìn đây đẹp lắm các bạn ạ. Nhà nhà chiều này. Nhìn cái răng gì á các bạn này. Nhìn thấy cái răng luôn ạ. Mà anh em chúng tôi đã đi vào cuối cái hang này rồi các bạn. Nói về cuối hẳn thì nó không cuối được, vì khả năng của anh em chúng tôi chui vào thôi. Lọt tới đâu thì anh em chúng tôi sẽ ngừng ở đó. Và cái video của mình sẽ ngừng ở đây các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn clip sau. Và mình rất cảm ơn các bạn đã xem video mình. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ạ, hồi nãy mình nói là ngừng video ở trên kia, nhưng mà do anh em chúng tôi mới phát hiện thêm một cái đường hang này, cho nên là cái này là mình sẽ bổ sung thêm vào trong video các bạn nhé. Đây, đường đi rất là khó. Đây, mình sẽ không tắt máy quay đâu các bạn, sẽ đi suốt luôn. Ôi trời. Đây, sẽ đi lên khám phá thêm đường này nữa. Hơi chôn nhỉ. Đây, lên trên này sắp rụng rồi các bạn. Hai. Sẽ tắt đèn đây. Úi trời. Và mình sẽ đi về hướng này trước các bạn nha. Đây các bạn này, rộng lắm. Này. Rộng cực kỳ luôn. Ô đây nhìn sạch ha. Ô có rễ cây gì ta? Đây này. Cái này là từ đâu rơi xuống nhỉ? Biết từ đâu đây. Chuyện kia không có. Đây là mình không biết là từ đâu. Chắc từ đây. Cái này là rớt từ chết kia. Chắc là con gì nó kéo từ đấy ra. Đấy, thấy chưa? Hắn lăn xuống đây phải không? Lăn xuống đây. Đấy, hắn mới vào đây. Đi vào sâu có chắc không vậy? Đi chừng chừng nào không vào trong đó là thiếu không khí đấy. Nó bị có cái gì nhỉ? Cái độc metan á, hay nguy hiểm lắm. Mình
mình sẽ đi đến đây. Đây sẽ đến đây thôi các bạn ạ. Không thì đi sâu quá nhiều khi nó không tốt đâu. Vì thường thường vào trong hang là nó có hay có cái khí mê tan nhiều quá. Rồi mình sẽ quay tạm thời quay ra đi. Rồi mình sẽ leo lên trên này các bạn nhé. Đây sâu lắm các bạn. À cái lỗ này hình như lỗ mà mang cái gì xuống đây này. Cái cục gì xuống đây này. Cái tinh bột gì này. Trên này rộng lắm. Cái chỗ này mà xuống đây là tiêu đời luôn. Sâu lắm chỗ đấy. Tôi xuống dưới đây nhỉ. Các bạn nha, hồi nãy mình leo lên đây này. Ở đây là giống một cái ngã ba này. Mình sẽ đi vào hướng này. Hồi nãy là mình đi hướng này các bạn này. Đây. Đấy. Chỗ kia là mình đi được các bạn ạ. Ồ, đây thì ô, ghê thế. Nó có sập lún không vậy? Ui, dầm chân nhìn sao rung rung quá ta. Ghê vậy. Thôi thôi. Chỉ đi nhẹ nhẹ xong thôi các bạn ạ. Có con gì moi ta. Và mình sẽ xuống lại đây. Xuống đi về ha. Chính video là kết thúc ở đây các bạn nha. Đây là thật sự là chính thức là hết. Ồ có con nhện này. Đây. Đây là có người khác đây này. Đây là có người khác để mà xuống đây này. Người ta chỉ số khác xuống đây. À có mũi tên để đi xuống này. Đây mũi tên này. Mũi tên họ đi xuống này là khác đây. Đấy các bạn nhé, video mình đến đây là kết thúc thôi. Và hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.